mãi đều mau tan biến. Nguyện cũng lại chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sư Thú Thân Thê, chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay bài 72 chương 9 Toát yếu nghiệp xứ Kammattha Nasanggaha tiếp theo. A. Chỉ nghiệp xứ Sammattha Kammatthana. Chỉ nghiệp xứ nghĩa là đề mục của thiền chỉ. Đức Phật đã cho 40 đề mục tu tiến pháp chỉ định Sammattha. 40 đề mục ấy gọi là chỉ nghiệp xứ Sammattha Kammatthana, gồm có 7 loại. 1. Kasina, 10 đề mục hoàn tịnh. 2. Asuffa, 10 đề mục bất nhị. 3. Anusati, 10 đề mục tùy niệm. 4. Brahmavihara, 4 đề mục phạm trú. 5. Ahadrepatikulasana, 1 đề mục yểm tưởng thực. 6. Chaturthadupavatthana, 1 đề mục phân biệt tứ đại. 7. Arupa, 4 đề mục vô sắc. Giải thích 7 loại chỉ nghiệp xứ. 1. 10 đề mục hoàn tịnh hay biến xứ Kasina. 1. Biến xứ đất Pathavi Kasina là đề mục lấy đất sét thuần tịnh, mặt tròn phẳng đường kính hơn gang tay, đặt trước tầm mắt khoảng cách 2 hắc tỳ, nhìn vào đó mà niệm. 2. Biến xứ nước Apo Kasina, đề mục lấy mặt nước ao hồ hoặc nước chứa trong thau, chậu, bình bát, hẹp nhất, mặt nước rộng đường kính khoảng hơn gang tay, nhìn vào đó mà niệm. 3. Biến xứ lửa Techo Kasina, là đề mục lấy ánh lửa từ ngọn đèn, bếp lò hay đám cháy, lửa có tự nhiên hay lửa do tạo ra, nhìn vào đó mà niệm. 4. Biến xứ gió Vayukasina, là đề mục lấy gió thổi lay động lá cây, ngọn cỏ hoặc gió thổi mát da trên thân, cảm nhận mà niệm. 7. Biến xứ xanh Nilakasina, là đề mục lấy màu xanh của lá cây, màu xanh của đám cỏ hay màu xanh từ tấm vải trước mắt, chú ý rồi niệm. 6. Biến xứ vàng Pitakasina, là đề mục lấy màu vàng của lá cây mùa thu hoặc cánh hoa vàng hay tấm vải màu vàng hoặc bất cứ đồ vật gì có màu vàng, rồi chú ý niệm màu ấy. 7. Biến xứ đỏ Lohita Kasina, là đề mục lấy màu đỏ của lá cây, cánh hoa đỏ hay tấm vải đỏ hoặc bất cứ vật gì có màu đỏ, rồi chú ý niệm màu ấy. 8. Biến xứ trắng Odata Kasina, là đề mục lấy màu trắng của bông hoa hoặc miếng vải trắng hoặc bất cứ vật gì có màu trắng, rồi chú ý niệm màu ấy. 9. Biến xứ quang Aloka Kasina, là đề mục ánh sáng, lấy ánh sáng mặt trời hay ánh sáng mặt trăng xuyên qua lỗ hổng nóc nhà, vách nhà, tạo thành vòng tròn ánh sáng, chăm chú nhìn vào vòng tròn ánh sáng ấy mà niệm. 10. Biến xứ hư không
Akasakasina là đề mục hư không giới hạn. Parichanakasa tức là khoảng không qua lỗ trống trên vách hoặc khe hở cửa sổ, cửa đi. Chú tâm niệm hư không ấy. Mười đề mục hoàn tịnh. Kasina này là căn bản của thiền chỉ. Các thần thông thắng trí Avinya cùng dựa trên nền tảng 10 đề mục này. 2. 10 đề mục bất mỹ Asupha. Đề mục bất mỹ là đề mục niệm tử thi, xác chết vô thức, không có mỹ miều, không sạch sẽ, xấu xí, đáng ghê tởm, đáng gớm ghiếc. Nền tử thi là bất mỹ. Asupha. Tử thi có 10 hiện tướng. 1. Xác phần trường Uthumataka là xác chết đã qua nhiều ngày, phòng to mặt, bụng, tay, chân. 2. Xác sần tái Vinilaka là xác chết đổi màu từ trắng, xanh thành tím tái, không giống màu da người sống. 3. Xác tràn dịch Vipupaka là xác chết có nước vàng rỉ ra từ kiểu khiếu. 4. Xác nước nẻ Tích chích tắc cá là chết sình trương nước da chỗ này chỗ kia. 5. Xác bị gặm nhấm Vích kha dí tắc cá là xác chết đã bị thú rừng hay chim kên quả cắn xé, mổ moi, mất chỗ này chỗ kia. 6. Xác bị rời rạc Vích khít tắc cá là xác chết không nguyên thân. Tìm chỗ này là cái đầu, chỗ kia là hai cánh tay, chỗ nọ là hai cái chân. 7. Xác bị phân đoạn Hatavikhitaka là xác chết của người bị xảo thịt, bị chặt khúc, bị phân thay ném cho thú ăn, cho kênh quả ăn. 8. Xác bê bết máu Lohitaka là xác chết của người bị đâm chém, bị bắn tên đạn, lấm dính máu mè. 9. Xác có giờ đục Ulutaka Vaka là xác chết sinh thối, ruồi lằn bu, sanh ra dòi. Chỗ nào da thịt bị thối rữa thì có lúc nhúc dòi ăn. 10. Xác chỉ là hài cốt Atika là xác chết đã phân hủy da thịt, chỉ còn lại là bộ xương với sọ đầu, xương sống, xương trường, xương tay, xương chân. 10 đề mục bất mỹ, đề mục tử thi này, Đức Phật dạy cho đệ tử xuất gia quán niệm để nhằm dẹp bỏ ái luyến xác thân của mình hay của người khác. Đó là thiền án tốt nhất cho hành giả nặng lòng tham ái. Ở Ấn Độ thời xưa, hàng quý tộc chết được thiêu xác thành tro than, còn các hạng thường dân thì lâm táng, bỏ xác trong rừng hay bày đất trống xa làng, hoặc thủy táng, bỏ xác trôi trên sông, nước tự hủy. Do đó, thường gặp 10 loại tử thi nói trên và được lấy làm đề mục tu tập luyện tâm. 3. 10 đề mục tùy niệm Anusati. Tùy niệm Anusati là nhớ lại, suy ngẫm hay niệm liên tục. Anusarati ti Anusati có 10 đề mục niệm là: 1. Niệm Phật Uttanusati, niệm tưởng về ân đức của Phật, Đức Thế Tôn là bậc đáng cúng dường Arahant, bậc chánh biến tri Sammasambuddho, bậc minh hạnh túc Vicchacharanasampanno, bậc thiện thệ Sugato, bậc thế gian giải Lokavidu, bậc vô thượng sĩ Anuttaro, bậc điều ngự trượng phu Urisadammasarathi, bậc thiên nhân sư Sattadevamanusanang, bậc giác giả Uttho, bậc tôn quý Phagavā.
Dạ, chọn một trong 10 ân đức Phật mà mình có cảm hứng và niệm lặp đi lặp lại. Ví dụ, Sô Phá Gạo Và A Tra Hằng, Sô Phá Gạo Và A Tra Hằng, Sô Phá Gạo Và A Tra Hằng, hay A Tra Hằng, A Tra Hằng, A Tra Hằng. Đang lúc niệm, hành giả hình dung ân đức ấy như Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cúng dường bởi Ngài đã đoạn trừ phiền não. Tâm suy niệm như vậy cho đến khi nhập tâm. Hai, niệm pháp Dhammanusati là niệm tưởng về ân đức của giáo pháp. Pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Svakkhato Phagavata Dhammo, pháp thiết thực Sandhittiko, pháp vượt thời gian Akkaliko, pháp đến để thấy Ehipasiko, pháp hướng thượng Opanayiko, pháp tự chứng nghiệm bởi bậc trí Bác chất tâm về đích tập bồ quỳnh nhù hi. Hành giả chọn một trong 6 ân đức pháp mà mình dễ có cảm hứng và niệm lặp đi lặp lại. Ví dụ Svakkhato Phagavata Dhammo, Svakkhato Phagavata Dhammo, Svakkhato Phagavata Dhammo. Trong lúc niệm, hành giả nghĩ đến giáo pháp được khéo thuyết vì văn nghĩa đầy đủ, vì đưa đến quả tốt đẹp, vì được tuyên bố chính đáng, vì nêu rõ đạo lộ và cứu cánh. Hành giả suy niệm cho đến khi nhập tâm. Ba, niệm tăng Sanghanusati là niệm tưởng về ân đức của chúng tăng, phẩm chất của thánh chúng. Tự Thế Tôn là bậc thiện hành Suppatipanno Phagavato Savakasang, bậc trực hành Uchupatipanno, bậc như lý hành Nhà Yapatipanno, bậc chân chánh hành Sami Chipatipanno, bậc đáng hiến dân Ahuneyo, bậc đáng hiến tặng Pahuneyo, bậc đáng hiến cúng Dakkhineyo, bậc đáng lễ bái Anchalikaraniyo, là phước điện vô thường cho đời Anuttaram Punyakhetang Lokassa. Hành giả có thể chọn một trong 9 ân đức tăng mà mình dễ có cảm hứng và niệm lặp đi lặp lại. Ví dụ Suppatipanno Phagavato Savakasango, Suppatipanno Suppatipanno. Chúng đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh vì các vị ấy đã hành trình đạo lộ tốt đẹp, tức là thánh đạo, vân vân, suy niệm cho đến khi nhập tâm. Bốn, niệm giới Silanusati là niệm tưởng giới hoàn hảo của mình, không bị tì vết, không bị đứt đoạn. Hành giả cảm hứng với giới thanh tịnh. Năm, niệm thí Chanusati là niệm tưởng hành thí xả của mình, tâm rộng mở, không bị ô nhiễm bởi keo kiết bụng sỉnh. Hành giả cảm hứng với sự xả tài và có nhiều công đức. Sáu, niệm thiền Devatanusati là niệm tưởng các công hành của chư thiên nhờ đức tin, dự giới, nghe pháp, bố thí và trí tuệ mà sanh khỏi trời, rồi đối chứng với các công hành của mình cũng có đức tin, dự giới, nghe pháp, bố thí và trí tuệ như chư thiên. Hành giả cảm hứng với công hành chư thiên và công hành của mình. 7. Niệm tịch tịch Upasamanusati là suy niệm đặc tính niết bàn, lắng yên mọi đau khổ. Sabbadukkhu Upasama, hành giả tiếp tục ghi nhận mọi đau khổ luân hồi xảy ra do ái, mạng, kiến. Niết bàn lắng yên mọi đau khổ, vì niết bàn tiêu trừ các ái,
Pipa sa vina dù nhổ bỏ luyến ái. À la dạ ma gà tù đoàn tận thâm ái tăng thắt kha dù dẹp sạch mạng mắt đạt niềm mắt đạt nù tám niềm tử Maratna Nustati là suy ngẫm về sự chết của tất cả chúng sanh gồm cả mình. Hành giả suy ngẫm sự chết có nhiều cách như Maratnang Favistati, sự chết sẽ xảy đến, hoặc Chivitindriyang Upachichisati, mạng sống sẽ chấm dứt, hoặc Maratnang Tăng Hichititang, chắc chắn mạng sống có kết cục là cái chết, vân vân. Chính thân hành niệm Kayaga Tà 32 thể trượng thân. Hành giả ghi nhận trong thân này từ đỉnh đầu đến gót chân chứa đựng 32 thể trượng như tóc, kề xà, lông, lồ mà, móng, đắc khả, răng, đàn tà, da, tạ trù, thịt, măng sằng, gân, nạ hà rù, xương, áp thị, tủy, áp thị mình trần, thận, bắc cằn, tim, hát đạt dần, gan, gian ạc cằn, hoành lách, mô, khi lồ mắc cằn, dạ dày, bi hát cằn, phổi, bắp phà, sần, ruột già, ăn tầng, ruột non, ăn tạng ruột nằng, thức ăn mới, uda ri dần, phẩn, kari sần, ốc não, mắt thạ lùn, gần, mật, tiết tầng, đàm, xem hằng, mũ, bắp bồ, máu, lô hít tầng, mồ hôi, xê đồ, mỡ, mê đồ, nước mắt, át sút, dầu da, vá xà, nước miếng, thê lô, nước mũi, xin khà, nhịt cà, nước nhờn, lát xích khà, nước tiểu, mút tầng. 10. Nhập xúc tức điểm Akapanasati là chú ý theo hơi thở ra vào, gọi tắt là niệm hơi thở. Hành giả tỉnh táo niệm sati ở chóp mũi, nơi mà hơi thở đi vào đi ra chạm, rồi ghi nhận đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra. Khi hơi thở vô dài, vị ấy biết hơi thở vô dài. Khi hơi thở ra dài, vị ấy biết hơi thở ra dài. Khi hơi thở vô ngắn, vị ấy biết hơi thở vô ngắn. Khi hơi thở ra ngắn, vị ấy biết hơi thở ra ngắn. Nhập xúc tức niệm là đề mục chủ yếu, căn bản, được Đức Phật dạy cho tu tập. Vì hơi thở là thân hành, Kaya Sankhara, hiện hữu ở mọi lúc, mọi nơi. Ở oai nghi nào cũng tác ý niệm hơi thở được. Niệm hơi thở có thể đắc định được và có thể đắc tuệ đạo quả được. 4. Bốn đề mục phạm trú Brahmavihara. Phạm trú Brahmavihara là sự an trú trong trạng thái cao quý, hay sự an trú với phạm thể Brahma. Phạm thể là tâm thái của phạm thiên. Vì phạm thiên không có sân hận, thù địch, ganh ghét. Vì phạm thiên không có sân tâm, do mạnh lực thiền định, người tu tập bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, dẹp bỏ sân, an trú với tâm mát mẻ, hiền hòa, cởi mở. Một trạng thái tâm thánh thiện, đề mục tu tập để đạt đến trạng thái an trú ấy gọi là đề mục phạm trú. Bốn đề mục phạm trú. Một, từ metta là trạng thái tâm an vui
không nóng giận đối với tất cả chúng sanh. Hành giả tu tập tâm từ là tác ý dẹp bỏ sân tâm nóng nảy, tức giận, rồi tâm niệm: ta hãy an vui, đừng có khổ tâm. Xúc khổ hồ mít, mít đục khổ. Hành giả hướng tâm đến bất cứ chúng sanh nào và nghĩ: mong cho chúng sanh an vui, đừng có khổ tâm. Sắp bề sắp tà, xúc khích tà hòn, unip đục khả. Như vậy suốt buổi, suốt ngày, suốt tuần. Hai, đi. Karuna là trạng thái tâm thương cảm nỗi khổ của chúng sanh, không có ác ý, không nạo hại loài hữu tình nào. Hành giả tu tập tâm bi là trước hết làm lắng chịu ác ý và tâm từ nơi mình, rồi dấy lên niềm thương cảm đối với chúng sanh đang đau khổ, sẽ đau khổ, còn đau khổ, mong chúng sanh được thoát khổ. Sabbe satta dukkha patmun tràn trụ. Cứ tâm như vậy suốt buổi, suốt ngày, suốt tuần. Ba, hỷ. Mudita là trạng thái tâm bàn lòng, hài lòng với hạnh phúc của chúng sanh khác, không ganh tị, không ghen ghét, không khó chịu khi nghĩ tới chúng sanh được thành công. Hành giả tu tập tâm hỷ trước hết bằng cách suy xét tánh đề tiện của lòng ganh tị và tánh cao thượng của lòng vị tha để khởi tâm vui theo hành động của người khác. Rồi hành giả nghĩ đến nguyên nhân người ấy thành đạt là nhờ thiện hạnh mà nó đã làm trong quá khứ và khởi tâm mong ước, mong cho chúng sanh này thành tựu hạnh phúc, hạnh phúc đã có được. Đã dần sắp tổ bất tì hi sầm nít chả chất tù mà sầm bất tạ xúc khả tù vinas tát tụ. Chú tâm như vậy khi thấy nghe người khác thành công. Bốn, xả upekha là trạng thái tâm bình thản, không thiên lệch, không nghiêng về phía nào. Xả nằm giữa bi và tùy hỷ. Thái độ của xả là không bận lòng với chúng sanh khổ và chúng sanh vui. Hành giả tu tập tâm xả suy ngẫm rằng tất cả chúng sanh có nghiệp là sở hữu, có nghiệp là tài sản. Sappe satta khammasakka kam maddha yadda. Năm, một đề mục yểm tưởng thực. Ahare patikula sanya tưởng niệm thực. Ahare patikula sanya là tưởng nhầm gớm thức ăn, cũng kể như một đề mục tu tập vì giúp ngăn chặn tham đắm vị ngon của vật thực. Hành giả khi ăn suy tưởng vật thực đáng nhầm gớm, do vất vả tìm kiếm, do đưa vào miệng, do nhai nát, do đường ngụ, do tiết dịch, do chồi chứa, do nghiền trộn, do hóa, do bài tiết, do vấy bẩn, vân vân, thấy vật thực đáng gớm lắm. Đáng nhầm gớm, kể từ lúc tìm kiếm cho đến lúc bài tiết ra ngoài sau một ngày trong bụng. Nhờ vậy, hành giả không tham ái hành vị, chỉ gắng gượng ăn để duy trì sự sống. Ví như người mẹ đi qua sa mạc, đứa con nhỏ do đói khát mà chết. Người mẹ lấy xác đứa con làm thức ăn. Lúc ăn, người mẹ gắng gượng, nhai ăn chứ không thích thú tham đắm. Sáu, một đề mục phân biệt tứ đại. Chaturtha Vavatthana. Tứ đại là bốn nguyên tố vật chất, là bốn sắc nền tảng tạo ra các sắc pháp khác, cùng gọi là bốn sắc đại hiển Mahaphuta. Tứ đại là đất, Patthavi nước, Apo lửa, Tejo và gió, và Vajo. Hành giả khám phá trong thân này do bốn đại hiệp thành, phân biệt bốn đại xuyên qua các hiện tượng vật chất như sau. Phân biệt thể đức trong thân này như lốc, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan,
hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, dạ dày, phẫn, ốc, não, bất cứ thứ gì có thể cứng, khô phù, đó là phân biệt vị giới. Pathapi thà tu trong thân, phân biệt thể nước trong thân này như mật, đàm, mụ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dầu da, nước miếng, nước mũi, nước nhờn, nước tiểu, đó là phân biệt thủy giới. Apo thà tu trong thân, phân biệt thể lửa trong thân này như chất đốt tăng nhiệt, chất đốt làm lão hóa, chất đốt làm bền nóng sốt, chất đốt làm tiêu hóa thức ăn, đó là phân biệt hòa giới. Đề chô thà tu trong thân, phân biệt thể gió trong thân này như gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong bụng, gió trong ruột, gió quạt cắt thi thể, hơi thở ra vô, đó là phân biệt phong giới. Và chủ thả chủ trong thân, hoặc hành giả tu tập đề mục phân biệt tứ đại theo tánh thể như sau. Trong thân này, cái gì tánh thô phù là đì đại, cái gì thuộc tánh lỏng ướt là thủy đại, cái gì thuộc tánh đốt nóng là hỏa đại, cái gì thuộc tánh chuyển động là phong đại. Thân này chỉ là bốn đại hợp thành, rộng tuyết, không thực thể linh hồn hay bản ngã. 7. Bốn đề mục vô sắc. Arupa. Đề mục vô sắc là những đề mục tu tiến đạt đến thiền chứng vô sắc giới. Arupa Vajrachana. Bốn đề mục vô sắc đó là: một, không vô biên xứ. Akasa nhằng trà yatana. Hành giả sau khi đắc năm bậc thiền sắc giới rupa vajra chana với các đề mục biến xứ kasina, trong đó có đề mục hư không akasa kasa, nhập ngũ thiền sắc giới bằng đề mục hư không này, rồi hành giả thấy rằng hư không biến xứ bị hàn cuộc. Pakrichan na kasa kasi nằng, nên nhàm chán, bèn tắc ý vượt qua biến xứ hư không, nghĩ rằng akaso ananto, không gian không giới hạn, hư không không cùng tận, đây gọi là đề mục không vô biên xứ trong bốn đề mục vô sắc. 2. Thức vô biên xứ viññāna cayatana. Sau khi chứng được thiền không vô biên xứ, hành giả lấy tâm thiền chứng ấy làm đề mục để tu tiến bậc thiền thứ hai. Hành giả khám phá rằng chính tâm thiền biết đối tượng không vô biên. Tâm thiền ấy thức mới thực là không cùng tận vô biên, vì nó biết được cái không vô biên. Rồi hành giả tác ý đến tâm đệ nhất thiền vô sắc, niệm anantang viññāna. Thức là không giới hạn, thức là không cùng tận, đây gọi là đề mục thức vô biên xứ trong bốn đề mục vô sắc. 3. Vô sở xứ akinchanyayatana. Sau khi chứng được thiền thức vô biên xứ, hành giả nhận ra tâm thiền vô sắc thứ hai vẫn còn đeo níu đối tượng thức vô biên, cũng như tâm thiền vô sắc thứ nhất đeo bám đối tượng hư không vô biên, chưa an tịnh thù thắng, nên bây giờ hành giả từ bỏ những khái niệm đối tượng ấy bằng cách phủ nhận. Natthi kinchi, natthi kinchi, không có gì cả, không có gì cả. Và chứng thiền thứ ba vô sở hữu xứ, đây gọi là đề mục vô sở hữu xứ trong bốn đề mục vô sắc. 4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ ne vasang nhà na sang nhà yatana. Sau khi chứng đắc thiền vô sở hữu xứ, hành giả lấy thiền chứng này làm đề mục cho sự tu tiến bậc thiền thứ tư. Hành giả nhận thấy ở thiền chứng vô sở hữu xứ là an tịnh tinh lương đến mức tinh tế, không phải là tưởng như, chẳng phải là phi tưởng, rồi tác ý rằng
Santa, Santa, an tịnh, và chứng thiền vô sắc thứ tư do đề mục phi tưởng, phi phi tưởng nên gọi là tâm thiền thứ tư, là thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Lại nữa, tâm thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ là một trạng thái tâm vô cùng tinh tế, một danh uẩn có cũng như không có, không có nhưng cũng không phải là không có. Vậy thế, vì nhập thiền phi tưởng, phi phi tưởng mới có mệnh lực làm ngưng sự hoạt động của tâm pháp, gọi là thiền diệt thọ tưởng định. Sanh nhà về đa di ta ni rô tha sắp mà bất tị, đề mục phi tưởng, phi phi tưởng xứ nên hiểu là như vậy. Còn tiếp, biên soạn giáo trình Tỳ kheo Tuệ Siêu. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Hòa thượng Tuệ Siêu thuyết giảng bài học Phật thầy giảng. Nam mô Phật thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Hòa thượng Nhật Đẳng. Cùng chư tôn đức tôn rung, thân chào tất cả quý cô tu nữ và chư Phật tử. Cô về bên nhà đã đọc cho bài học hôm nay. Hôm nay chúng tôi cho học hết 40 cái đề mục. Samatha không là thành chỉ niệm xứ. Nó có 3 lý do. Thứ nhất, đây là đề mục thiền chỉ. Mà rất ít người tu tập. Nhưng cho có mất nhiều thời gian để giải thích từng đi một, thì chúng ta cũng không có lãnh hội được và chúng ta cũng không có thọ trì được. Đó là lý do thứ nhất nên chúng tôi cho học. Các cái điểm ở trong một buổi mà không cần phải nắm chi tiết rộng rãi ít thời gian. Lý do thứ hai là vì đây chỉ là cái tính cách tham khảo. Nên chưa có đủ chính chương của Thoát Yếu A Tỳ Đàm. Thay vì lúc trước trong cái chương này thì chúng tôi không có muốn dạy, chỉ học 8 chương thôi. Nhưng vì hôm Tết thì chúng tôi để nhận lời với Hòa thượng Nhật Đẳng sẽ dạy cho nó tròn đủ hết, cho nên kết thúc sớm tốt.
Và cái lý do thứ ba mà chúng tôi giảng hết 9 chương này là bởi vì ở trong tương lai, trong cái tháng Phật Hộ Thông, có lẽ là chúng ta sẽ học lại do Hòa Thượng Giác Đẳng giảng dạy, nó sẽ chi tiết hơn. Và như vậy thì bây giờ chúng tôi chỉ giới thiệu cho quý vị, sau này chúng ta sẽ học chi tiết. Thưa quý vị, như từ trước chúng tôi đã nói tổng quan về hai cái sự tu tiến, tức là tu tiến thiền chỉ và tu tiến thiền quán, với sự so sánh hai cái sự tu tiến này đã khác nhau cương kính cực giàu trong phương tiện tu tập, nó khác nhau ở chỗ đề mục tiến hành. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đề mục để tiến hành thiền chỉ. Trong đó đến 40 đề mục. Nhưng chỉ có 30 đề mục là chứng được thiền sĩ và vô sở. 26 địa mục đắc chứng được thiền sắc giới và 40 địa mục, và 4 địa mục đắc chứng thiền vô sở. 26 cộng 4 là 30, còn 10 địa mục còn lại thì là chúng ta chỉ tu tiến để cho toàn cái trạng thái gọi là upacara samadhi, là cần định, chứ không có đưa đến cái sự đắc chứng thiền. Trong cái phần còn sau, chúng ta sẽ học về những cái khía cạnh của chỉ niệm xứ, thì chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này. Ở trong 40 điểm mà được gọi là samatha, kamathana, chỉ niệm xứ, tham khả là 10 đề mục cát xứ ná, 10 đề mục bí xứ, 20 đề mục quan tịnh. Các vị ẩn sĩ, đạo sĩ, trước khi Đức Thế Tôn Ngài, Đức Phật đã xuất hiện ở đời, thì các vị đó tu thiền
đắc chứng thiền để sinh cầu phẩm thiền thì căn bản người ta chỉ lấy 10 niệm mục hoàn tịnh Kasina để đắc chứng được thiền sắc giới, và 4 niệm mục vô sắc để đắc chứng được thiền vô sắc mà thôi. Còn những niệm mục như là 10 niệm mục bất nhĩ, niệm tử thi, thì cái này là Đức Phật dạy cho thực hành ngoài Phật giáo ra thì các vị ẩn sĩ không có tu tiến điều một đó, mà điều một này cũng chỉ đắc được sơ thiền mà thôi. Còn những niệm mục như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thi, niệm Thiên, niệm Thi, niệm Giới, hay là niệm mục niệm tưởng thực, là suy xét để nhàm chán vật thực, hay là phân biệt tứ đại trong thân, thì những niệm mục đó nó sự vĩ đại tu tập để khơi dậy cái niềm tin và giúp cho cái trí tuệ nó phát triển. Nhằm hạn chế những cái phiền não như là tham ái, sân hận v.v. đừng cho nó khởi lên. Các đề mục đó đó, mặc dù không chứng thiện, nhưng mà nếu mà chúng ta trong cái việc tu tập hàng ngày, chúng ta lấy cái đề mục này chúng ta tu tập thì nó cũng vẫn có lợi cho chúng ta. Thật sự nếu mà bây giờ chúng ta bỏ cái thời gian ra để chúng ta công phu, chúng ta làm cái án xứ đề mục đó, rồi chúng ta cứ chú tâm thân nó thui và thui đất đức đất đi ngon đắc chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, giới để chúng ta có thần thông, thì cái chuyện đó thời nay thưa quý vị đó là bất khả thi. Thay vào đó, hàng ngày trong đời sống ở tôn trọng, ví dụ như chúng ta dành cái thời gian mỗi ngày để mà chúng ta niệm tưởng ơn Đức Phật, niệm tưởng ơn Đức Pháp, niệm tưởng ơn Đức Tăng, hay là chúng ta suy nghĩ tưởng về thế giới hạnh thanh tịnh của mình, hoặc là suy tưởng về cái hạnh xả thiết của mình, hoặc là chúng ta suy tưởng về
cái công hạnh của các vị chư thiên để chúng ta so sánh với cái công hạnh của mình đã tu tập. Như vậy là cũng đủ rồi. Mỗi ngày chúng ta tu tập như vậy là chúng ta cũng đạt được nhiều sự lợi ích. Nó trở thành cái thường cận duyên cho chúng ta. Mình vẫn giữ được niềm tin nơi bảo, niềm tin nơi những cái thiện hạnh mà chúng ta đã tu tập, đã làm. Hoặc giả là chúng ta những một ngày chúng ta suy niệm về cái sự chết, chúng ta có thể kềm chế được động tâm, không để cho khởi lên cái sự tranh đoạt, cái sự xung đột. Đó cũng chỉ thú vị. Hay là chúng ta niệm tưởng về tịch tịnh là tính của Niết Bàn. Cái này nó cũng thiết thực để giúp cho chúng ta chứng kiến được nội tâm của mình khi mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh khổ đau trong kiếp sống. Sự thật khi mà trong cuộc sống này chúng ta gặp quá nhiều cái sự khổ ải, phải bị dạy đua, phải bị bệnh hoạn, nhiễm Covid, hay là chúng ta phải bị chết, hay là chúng ta phải bị xa lìa, xa ly tử biệt với người thân đã bị chết, vân vân. Ngay lúc đó chúng ta đau khổ, chúng ta liền suy xét đến cái đặc tính của Niết Bàn. Niết Bàn là tịch tịnh, Upasama. Nếu cái trạng thái tịch tịnh này sẽ chấm dứt cái sự khổ đau này, chúng ta thường suy tưởng Niết Bàn để mà chúng ta bỏ được cái trạng thái ưu bi khi mà chúng ta chấp phải cái sự khổ trong cuộc sống. Như nàng công chúa Suppavasa, ở trong thời gian mà nàng hoài thai, suốt 7 năm 7 tháng bị đau bụng chuyển dạ trong ngày, 7 năm 7 tháng 7 ngày đau khổ như vậy, nhưng mà nàng vẫn giữ ba cái tầm tư. Cái tầm tư đó tức là cái sự suy tưởng để mà chấn chỉnh được cái, để giữ kềm, giữ được cái tâm không cho đau khổ. Trước hết là nàng suy nghĩ rằng Samma Sambuddho Vataso Phakawa Yoi Masa Evarupasa Dukkasa Bahayan Thamman Đề Sĩ Tí. Đức Thế Tôn là một chánh đẳng giác, ngài thuyết pháp để đoạn tận khổ đau này. Trong lúc mà đau khổ quằn quại,
là luôn 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 an trú với tâm suy tư như vậy. Thứ hai là nè, suy tư rồi Subhatipanno Vatatasa Phakvato Savatasankho Yo Imasa Evarupasa Dukkasa Pahaya Patipanno. Chúng đệ tử của Đức Thế Tôn ấy là bậc khéo hành trì, các ca hành trì để đoạn tận khổ đau này. Khổ đau này tức là luôn luôn nhớ đến đi, nhớ cái sự khổ đau mà mình đang chịu đựng, tức là nhớ tưởng đến ân đức cao quý của Phật, của Tăng, của Phật, của Pháp, của Tăng. Và cái điều thứ ba đó, sơ xuất khăn qua ta tăng niết ba năng gia thái y đằng e vô bằng đúc khăn nát sần quýt chật tí quýt chật tí. Thật sự an lạc là niết bàn. Tại đấy khổ đau này không có mặt. Khi mà chúng ta niệm tưởng về niết bàn thì nó có cái lợi, trú trong cái tâm từ đó thì chúng ta mới hiểu được cái giá trị đích thực của cứu cánh diệt đế mà chúng ta đang tu tập hiệu pháp phước báo để chúng ta hướng đến. Nó cụ thể nó đó, những cái đề mục đó thì nó có lợi cho chúng ta nhiều, nó thiết thực, mặc dù nó không đem lại cho chúng ta những cái thiện chứng sắc giới hay vô sắc giới, nhưng mà những cái điều một này đã ứng dụng thực tiễn để mà giải quyết cái phiền toái khổ đau ngay trong hiện tại, theo chúng tôi thì nó sẽ thực tiễn thiết thực hơn là chúng ta tu tập với cái 10 địa mục như là cái xứ nắng, nước, lửa, gió, xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng. Còn nói về 10 địa mục bất mỹ, thưa vị, quả quả chúng ta mới gặp một cái xác chết ở đâu đó trên đường chúng ta đi, gặp người bị tai nạn giao thông chết nằm đó, có vật chúng ta chỉ thỉnh thoảng mới gặp thôi. Chứ còn bây giờ người ta chết, người ta liền đem quả táng qua rồi tẩn liệm vào quan tài rồi ta đem chôn ở dưới đất. Chúng ta đâu có thể có thường xuyên cái đề mục đó để mà chúng ta suy nghĩ như là các vị tỳ kheo sống ở rừng ở Tha Ma Bồ Địa, người Ấn Độ thì người ta có cái kiểu tán gọi là lâm tán, người ta bỏ cái xác chết của người thân với bãi đất xa làng để cho kênh kênh nhiều hôn, hay là các con thú rừng như giả can, chó rừng nó đến ăn, nó xé xác. Thì những cái địa mục bất mỹ đó, địa mục không đẹp đó, các vị tỳ kheo sống ở rừng sẽ lấy đó để làm đề tài thiền quán, đề tài thiền chỉ, vừa là thiền chỉ vừa thiền quán niệm xứ luôn.
Nhưng mà bây giờ đối với người Phật tử thì chúng ta, những cái đề mục đó chúng ta cũng có thể nói rằng là bất khả thi, bởi vì chúng ta không có đủ cái điều kiện, hay là không có cái môi trường để mà chúng ta hành được. Cho nên xem như 20 đề mục đầu là chúng ta khó, hay là chúng ta không cần thiết để thực hiện được. Còn 10 đề mục tùy niệm thì ở trong 10 đề mục tùy niệm đó, nó có cái thân hành niệm và nhập xuất tức niệm là niệm hơi thở, thân hành niệm là niệm 32 thể trường. Thì hai cái này chúng ta tu tập được, thường xuyên được. Nhất là cái đề mục hơi thở chúng ta ứng dụng được. Còn chính là đề mục là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm đặc tính niết bàn, niệm tịch tịnh, cái niệm tử. Tám đề mục đó chứ cộng thêm hai đề mục ở ngoài. Hai đề mục là một tử, và tức là một tử nhờn gớm trong một thực, và một tử, và một đề mục phân biệt tứ đại, đất nước lửa gió. Tám đề mục tùy niệm kia với một tử, một phân biệt, thì mười đề mục đó nó chỉ đưa đến trạng thái cận định, nó chỉ đưa đến trạng thái cận định. Nhưng mà những đề mục đó cộng thêm hai đề mục tùy niệm chót, tức là niệm thân thể trược, thân hành niệm và niệm hơi thở, nhập xuất tức niệm, thì những cái đề mục này chúng ta có thể tu tập ứng dụng ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nó có lợi. Chúng ta sẽ nói rõ trong vấn đề này. Còn bốn đề mục phẩm trú, tức là từ bi hỷ xã, thì cái này chúng ta tu tập, chúng ta cũng không cần thiết là phải dùng bốn đề mục đó để mà nó chứng được thiền định, mà chúng ta an trú bốn cái đề mục từ bi hỷ xả đó bằng cái tâm thiền dục giới trong đời sống hàng ngày, nó cũng là một cái pháp môn để giúp cho chúng ta trú ở trong thiện pháp. Và dầu không đắc thiền nhưng mà cũng hướng đến, nếu chúng ta chưa đắc được quả thì nó cũng hướng đến một cảnh giới tái sanh tốt đẹp như cõi trời, cõi người v.v. thì chúng ta cũng nên tu tập cái đó. Còn riêng về bốn đề mục của sắc đó thì chúng ta học để cho biết vậy thôi, chứ chúng ta cũng chẳng có tu tập theo đó để làm gì. Bởi vì chúng ta đã sợ cái sự sanh tử luân hồi, trong nhất là trong cái cõi vô sắc. Lúc đó chúng ta không có giải quyết được cái vấn đề sanh tử. Mà ta sanh về cõi đó, chúng ta kéo dài cái thời gian hiện hữu ở trong cõi thế gian này, để rồi
tất cả mọi người ai nấy sinh ở dưới cõi nhân loại hay cõi chư thiên vân vân, mặc dù thấy thấp nhưng mà hễ có một vị chánh đẳng chánh giác nào xuất hiện ở đời là người ta đã nghe pháp, người ta xuất gia, người ta tu tập, người ta đắc a la hán, người ta niết bàn hết rồi, trải qua những thời gian, những kiếm ngàn trái đất, khi mà mình từ những cõi phạm thiên vô sắc và sinh xuống, thì những bạn hưởng mà xưa kia trong thời quá khứ, rồi bây giờ người ta đã viên tịch niết bàn hết rồi, còn mình thì mình còn luân hồi trở lại, cho nên khổ lắm. Thì từ bộ vô sắc chúng ta cũng chẳng có, chẳng cần tu tập đi làm cái gì. Thế thì bây giờ chúng ta gom lại trong muôn món mười đề mục mà gọi là chỉ nghiệp xứ đó, thì chúng tôi chỉ nói rộng về mười đề mục khẩn định. Chúng tôi gọi là mười đề mục khẩn định chứ không phải là mười tùy niệm. Mười đề mục khẩn định với một đề mục thân hành niệm sơ thì, một đề mục niệm hơi thở, sơ nhị tam thiền tứ thiền, rồi bốn đề mục phẩm trú, bao nhiêu đó thôi. Như vậy rốt cùng thì chúng ta chỉ tu có 16 đề mục thôi, chúng ta chỉ cần tu 16 đề mục đủ mà. Có lẽ là chưa có ai mà giải pháp như chúng tôi là hạn chế giảng giải những cái điều mà không cần thiết, thưa quý vị. Nhưng mà cũng phải nói thêm rằng là vì chúng tôi thuộc khuynh hướng và nhà thi cát, khi mà học giáo pháp hay là thuyết pháp hoặc là hành pháp thì chúng tôi cũng có cái khuynh hướng trí tuệ, cho nên chỉ nhấn mạnh những chỗ nào cần thiết cần yếu thôi. Trong sống hàng ngày của chúng ta, những cái đề mục mà chỉ nghiệp xứ mà chúng ta nên gắn bó đó, nên gắn bó và nên thực hành thường xuyên là 10 đề mục mà mình khẳng định. Một là niệm Phật Uttanusati, là niệm tưởng về ân đức của Đức Phật. Mỗi lần mà lễ bái Tam Bảo, quý vị thường hay đọc ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, 10 ân đức Phật là Itiviso Phát Qua Arahang Sama Sambuddho Uccha Charana Sambandho Sukato Lokavidu Anduttaro Purisadamma Sarathi Sattha Deva Manusanam Buddho Phakava. Chúng tôi đọc từng từ như vậy đó, để cho quý vị thấy rõ là mười ân đức Arahant
xứng đáng cúng dường. Sama Sambuddho là bậc chánh tri tự mình giác ngộ cách chân chính. Vichacharana Sambandho minh hạnh túc là bậc có đầy đủ bát minh và 15 cái hạnh. Sukato một thiện thể là bậc đã hành trình, đã hành trình tốt đẹp, hay là bậc đang, hay là bậc đi trên con đường đến được một tốt đẹp, tức là niết bàn, gọi là đến thiện thể. Luân Khâu Huy Đô là Đức Phật ở một thế gian tới. Anuttaro một vua thượng sĩ là ngài có cái đức hạnh thân khẩu ý không có ai cao thượng bằng. Vinsadhammasarathi đề ngự trưởng phu là bọn đánh xe, như người đánh xe hãy chế ngự những con ngựa hay những con bò cho nó kéo xe. Hãy mà những con ngựa hay là những con bò đó nó chứng thì người đó biết cách để mà kiềm chế nó. Cũng vậy, Đức Thế Tôn ngài biết cách để ngài cảm hóa những con người như là những người không khó chịu, như là ngài đã cảm hóa được Ma Vương và Soa La Có Cá, hay là Pona La Giri, hoặc là tướng cướp Angulimala, hoặc là nàng Chinh Cha, hoặc là du sĩ Sách Chất Cá, hoặc là rồng chúa Nandopananda, hay là Phạm Thiên Bà Cá. Những cái nhân thực đó khó trị mà Đức Thế Tôn vẫn trị được, vẫn thu phục và được cảm hóa được, cho nên là gọi là một Krishnamasarathi. Một thi nhân sư Sattha đi qua Krishnam là ngài là thầy của thi nhân của chư Phật nhân loại. Cái trình độ của Đức Thế Tôn, ngài thuyết pháp mà ngài đại giác ngộ để đem dạy cho loài người, loài trời, họ nghe, họ chứng nghiệm được đạo quả, họ giác ngộ. Cho nên ngài được gọi là một thi nhân sư hay là thiên nhân đạo sư. Cứ thô bậc giác giả, ngài được hồng danh gọi là giác giả vì ngài đã tỉnh thức khỏi giấc phủ vô minh gọi là Pochati Avijja Nidde để đề xuất Pochatiti Putho. Ngài tỉnh thức khỏi cái giấc ngủ vô minh, cho nên được gọi là bậc giác giả. Hay là ngài đã giác ngộ bốn cái sự thật, bốn cái chân lý Chattari Ariya Sanchari Pochatiti Putho. Giác ngộ được thứ đế cũng gọi là Phổ Thù, cũng gọi là, mà chúng ta đọc âm gọi là Phật, nhưng mà dịch nghĩa thì đó là
bậc giác ngộ. Rồi thứ 10, Phát Khâu Va Tú là một tôn quý. Chữ tôn quý ở đây có nghĩa là bậc có được những cái phần cao quý, như là ngài thành tựu về 32 đại nhân tướng vân vân, hay là ngài thành tựu về đức duy nhất và trí đức, nói chung tức là những cái đức tính, những cái đức lành, những cái đức tốt tuyệt hảo ở đời đó, gọi là đức. Thì Đức Thế Tôn ngài có đủ hết, ngài có đủ hết. Cho nên gọi là phát giác hoàn túc. Chữ hoàn túc ở đây đó là một tiếp ngữ đi phối hợp trong cái danh từ này. Người này có đầy đủ những cái đức tốt, những cái vận mệnh tốt. Sau khi tìm hiểu được ý nghĩa của 10 cái ân đức đó rồi, thì lúc bây giờ chúng ta đã thuần thục, đã biết rồi, chúng ta biến cái đầu của mình hay là cái trái tim của mình là nơi điện thờ Đức Phật. Ngày nào chúng ta cũng nhớ tưởng đến Đức Phật qua 10 cái ân hiệu này. Ở trong chú giải của ngài Bố Thích Cô Xá trong Thanh Tịnh Đạo, thì cái vị hành giả viết cái trái tim của mình như là một cái điện thờ, một cái chê tí giá, để nhớ đến Đức Phật bằng một trong 10 cái ân đức này cũng tốt. Chúng ta ngồi yên lại, chúng ta tập trung. Sô Phát Qua A-ra-hăng, Sô Phát Qua A-ra-hăng, hoặc là Sô Phát Qua Sama Sambuddho, Sô Phát Qua Sama Sambuddho. Nếu mà chúng ta niệm ở Đức Phật đó, mà chúng ta cứ niệm A-ra-hăng, 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 thì có đôi khi thứ bị chúng ta nên bị lệch đi chỗ khác. Tại sao vậy? Bởi vì cả các vị đoạn trừ lậu hoặc như tôn giả Sa Lợi Phất, tôn giả Mục Kỳ Liên, hoặc là tôn giả Ananda, tôn giả Anuruddha, vân vân, những vị đó cũng là bậc A-ra-hăng, bậc A-la-hán hết. Cho nên nếu mà chúng ta gọi là niệm Phật thì chúng ta phải niệm như thế này: Itibiso Phát Qua A-ra-hăng, Itibiso Phát Qua A-ra-hăng, Phát Qua là chỉ cho Đức Phật, Itibiso Phát Qua A-ra-hăng. Rồi sau đó chúng ta mới niệm, mới suy tưởng dần dần Itibiso A-ra-hăng, 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 cho đến khi mà chúng ta nhập tâm thì chúng ta mới có sự quan hỷ hướng tâm đến Đức Phật. Hoặc là chúng ta đổi sang cái đề mục khác: Itibiso Phát Qua Sama Sambuddho, Sama Sambuddho, Sama Sambuddho, Sama Sambuddho, vân vân. Cái cách vậy chứ không phải là chúng ta đọc lên từng từ A-ra-hăng, 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 A-ra-hăng. Nếu A-ra-hăng là A-la-hán không đó, thì cái đó chúng ta niệm chung, chúng ta niệm tưởng chung tất cả các vị đoạn lộ, kể cả các bậc thinh văn đệ tử Phật, hay là các vị độc giác cũng là bậc A-ra-hăng. Cho nên chúng ta phải nhập chung là chúng ta phải có cái câu của Itibiso Phát Qua
Cái đó cũng phải hay chứ, vì phải dùng chính. Chúng ta niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nói vậy cho chúng ta cũng phải dùng trí để chúng ta áp dụng như thế nào mà chúng ta tu tập được. Rồi bây giờ niệm Pháp, rồi chúng ta niệm sáu ân đức của giáo Pháp. Trước tiên là chúng ta phải học học cho kỹ sáu ân đức là gì, lấy ý nghĩa đó rồi chúng ta nhập tâm. Như thế nào cho đến khi mà trong tư mình, trong trái tim của mình giống lại như là một cái kho tàng pháp bảo, một kho tàng pháp bảo, rồi chúng ta mới nhớ Sva Khato Phakwata Thamu. Là giáo Pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Giáo Pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Giáo Pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Khéo thuyết là như thế nào? Bởi vì cái giáo Pháp mà Đức Phật là thuyết á, cái giáo Pháp đã được toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối với phân nghĩa phụ túc. Thì chúng ta phải suy niệm về giáo Pháp. Nếu mà chúng ta chỉ lấy cái chữ gọi là Sva Khato thì chúng ta chỉ lấy cái thuật ngữ đó thì nó chưa đủ nghĩa. Chúng ta phải nói cho đủ là Sva Khato Phakwata Thamu. Giáo Pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Nhưng khi mà chúng ta niệm tới ân đức thứ hai đó, Sanditiko, nếu mà chúng ta cứ Sanditiko, thì cái từ đó nó không có nói lên cái ý nghĩa gì để cho tâm của chúng ta gọi là có cái sự chứng niệm, cảm nhận về những pháp. Cho nên chúng ta phải niệm cho đúng. Sanditiko Phakwato Thamu, Sanditiko Phakwato Thamu. Giáo Pháp của Đức Thế Tôn là thiết thực. Giáo Pháp của Đức Thế Tôn là thiết thực. Hay là Sanditiko Thamu, giáo Pháp là thiết thực. Như vậy cũng được rồi thú vị. Còn nếu mà chúng ta chỉ niệm từ không đó, lấy cái từ ngữ thì chúng ta niệm Akaliko, thì chúng ta không có nhận ra được cái gì Akaliko. Cho nên chúng ta nói Akaliko Thamu. Giáo Pháp là vượt thời gian. Giáo Pháp là vượt thời gian. Ehipasiko Thamu là giáo Pháp đến để mà thấy. Obanayiko Thamu là giáo Pháp hướng thượng. Đức Trạch Tăng Vekappo Thamu Bất Trạch Tăng Vekappo Vinyuhi. Giáo Pháp cần được chứng nghiệm bởi người trí tự mình. Chúng ta cứ suy nghĩ vậy. Cho nên cái cách mà cái thức của ta niệm Pháp nó cũng không phải là bình thường thưa vị. Nó cũng phải có một cái phương pháp để giúp cho tâm chúng ta an trú. Nhờ như vậy tâm chúng ta mới nhập được
trong cái đề mục mình nhập tâm trong cái đề mục một cách quan nghĩ. Rồi niệm tăng là chúng ta niệm tưởng về chính nơi rất tăng, và chính nơi rất tăng đó, đó trước hết là chúng ta phải tìm hiểu chính nơi rất tăng. Không phải là chúng ta đọc hết cái bài Suvatipanno Phakvato Savasankho, chúng ta không có đọc hết cái bài đó đâu, mà chúng ta phải nói chính ơn Đức Tăng. Phakvato Savasankho, cái câu đó là cái câu thoại đầu, là chúng ta phải học trước, là chúng tinh văn đệ tử Thế Tôn, chúng tinh văn đệ tử Đức Thế Tôn. Là Subhatipanno Nhaya Uchubhatipanno Nhaya Patipanno Samichi Patipanno Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Antarakaraneyo Anuttarang Kunyakhetang Lukasa. Đó là chính năng đức. Còn khi mà chúng ta đọc cái bài đó, đó thì trong đó có những câu mà không phải là ở Đức Tăng mà nó gợi ý cho chúng ta. Phakvato Savakasankho Yadidang Chatta Ripurisa Yugani Atthapurisa Mokkala. Hoặc là chúng ta nói mà thôi, nhiều cái hoặc là quá, quý vị không nhớ thì chúng tôi nói như thế này. Trước tiên là quý vị phải niệm, phải suy tưởng trước như thế này: chúng thinh văn đệ tử Thế Tôn là những người tu được quần Tứ Đà Hàm A Na Hàm A La Hán. Chúng tinh văn ấy, Samichi Patipanno và Subhatipanno, là bậc thiện hạnh. Chúng tinh văn ấy là bậc cực hạnh, Uchupatipanno. Chúng tinh văn ấy là bậc như lý hạnh, là bậc chân chánh hạnh, vân vân. Chúng ta phải tìm một cái câu chủ vị, rồi chúng ta như nói đến cái vị ngữ chúng ta nói, chúng ta niệm tử Đức Tăng cũng phải có đầu có đuôi đấy thưa quý vị, chứ chúng ta đọc từng câu diễn vừa cho ta học học kinh, học thuộc kinh lễ bái, thì như vậy không gọi, không thành gọi là niệm minh đức ta. Chúng ta phải nhớ chúng ta cứ suy niệm một ơn đức, nói đến đây thì chúng tôi hồi tưởng lại hồi cái lúc ngày hòa thượng của chúng tôi là trong cái đêm ngày sắp mất, trong cái đêm đó thì ngài bị kiết lỵ. Chúng tôi biết là quằn quại đau đớn. Lúc đó thì ngài có nói với mấy vị tỳ kheo ở đệ tử ở gần ngài, trong đó có chúng tôi, có bản thân chúng tôi,
Ngài nói bây giờ chư tăng hãy cho tôi nghe ơn đức chân bảo. Thì lúc đó đó là tôi và ba vị nữa bị từ cái Itibiso cho đến Soakhato thì ngài im lặng. Nhưng mà đến khi mà tụng Suttipanno đến cái chỗ Dakkhinneyo làm những hiến phúng đó, lúc đó là ngài dường như là ngài đã nhập tâm cái đề mục đó, cho nên ngài mới tụng theo Dakkhinneyo Dakkhinneyo Savata Sankho Dakkhinneyo Sakvata Sakvato Savata Sankho. Ngài cứ niệm Dakkhinneyo Dakkhinneyo cho đến khi mà ngài im lặng và ngài thở thôi. Chúng tôi người nhân chứng vật chứng, thưa quý vị, bởi chúng tôi ở bên cạnh ngài cho đến lúc mà ngài mất, cho nên chúng tôi nhớ dần dần trong tay cái cách mà ngài phát âm về chữ Đức Khi Này Vô, Đức Khi Này Vô, và tự nhiên thì chưa thương anh thái gì đó. Cho nên mỗi mỗi một cái ân đức có cái mĩnh biệt mà chúng ta phải làm sao để chúng ta nhớ, nhớ được lúc nào, nhớ được cái ân đức nào thì chúng ta niệm ân đức đó. Rồi tiếp đến là hàng ngày chúng ta nên niệm tưởng vị giới Sila Nisati. Và niệm tưởng vị giới đây thì không phải là hành giả nào cũng có thể hành cái đề mục này hết. Là vì sao vậy? Một vị hành giả mà tu tập niệm giới Sila Nisati là vì hành giả đó phải thật sự là người giữ giới nghiêm túc, giới thanh tịnh, trong sạch, không có tì vết, không có lấn đấn, không có nứt lùm. Vì nếu mà giới mình có tì vết như là chiếc vải mà bị, như là cái tấm vải mà bị cắt ra làm đôi đó, thì đó là phạm cái giới trọng rách đó, là phạm cái giới nhẹ. Còn cái giới mà bị vá đó, là khi mà phạm giới rồi có sám hối rồi đó, khi mà sám hối rồi, rồi hoặc là sám hối tội rồi, hoặc là chư tăng đã xử lý theo pháp, mặc dù được gọi là bát tát, gọi là bát tát phi khúc, nhưng mà vị tỳ kheo trong sạch đó không phải trong sạch ngay từ đầu, không phải như là cái tấm vải mà được mua từ ngoài chợ đem về, mà là sau khi bị rứt rồi người ta vá lại, rất là nó bị bùng vướng, rồi người ta giặt, giặt cho nó sạch. Nói nó sạch nhưng mà thật ra nó cũng đã bị lớn đớn. Cho một vị hành giả mà tu tập và niệm giới đó, để có sự cảm hứng với giới thanh tịnh đó, thì vị hành giả phải niệm cái giới hoàn hảo của mình, không bị tì vết, không bị đứt đoạn, thì chúng ta mới niệm được, niệm tưởng được.
Thứ năm là niệm thí, gọi là Chaganusati. Niệm tưởng cái hạnh xả thí với cái tâm rộng mở. Vì hành giả trước đó đó phải là người mà có cái tâm xả tài làm cái chuyện bố thí mà không có hối tiếc mới niệm tưởng giới được, mới niệm tưởng thí được. Còn cái vị nào, người nào mà cái tâm còn có cái sự keo kiết bỏng sẻn, họ xứ này có người đến mà mình từng chống không có cho, rồi cái chiều lại mình ngồi mình niệm tưởng cái ơn đức bố thí là không bao giờ mà nó, không bao giờ mà nó có cái ác phê được chứ. Bởi vì trong lúc đó tâm mình nó bị hối, nó bị dai dứt. Là bây giờ niệm tưởng là niệm cái gì, trong khi hồi sáng mình đã từ chối cái lời cầu xin của người khác, bây giờ mình xin niệm ơn đức bố thí như là tốt đẹp thay khi ta xả tài, tốt đẹp thay khi mà ta được tẩy rửa cái sự bợn nhơ bỏng sẻn mất chết giác. Chúng ta không thể nào chúng ta xin niệm cái kiểu đó được nếu như chúng ta là người mà vẫn còn cái tâm mất chết giác, là tâm bỏng sẻn. Cho nên cái này cũng khó lắm chứ không phải gì hết. Niệm thứ, niệm giới, niệm thiên, tức là niệm suy tưởng về ấn đức của chư thiên đó quý vị. Chúng ta niệm tưởng các cái công hạnh của chư thiên là như là chúng ta suy xét rằng có những chúng sinh sinh về cõi trời do nhờ đức tin, do nhờ giữ giới, do nhờ nghe pháp, do nhờ bố thí, do nhờ trí tuệ mà sinh cõi trời. Rồi mình đấu chứng các cái công hạnh của mình thì mình thấy rằng mình cũng có đức tin, có giữ giới, có nghe pháp, có bố thí, có trí tuệ như chư thiên. Thì thưa quý vị, niệm tưởng mình khó. Thì ở trong Visuddhimagga giải thích là khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết về cái sáu tùy niệm Phật, tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm giới, niệm thiết, niệm thiên đó, ngài thuyết cái sáu pháp tùy niệm này cho ông hoàng Thích Ca Mahanama là một vị thánh hữu học trong đời quần. Ngài thuyết pháp đó cho vị thánh hữu học trong quần. Chỉ có bậc thánh hữu học trong đời quần đó thì các vị đó khi mà niệm tưởng ơn đức Phật, đức pháp, đức tăng bằng cái niềm tin bất động, niệm tưởng về giới, vì đó mới trú trong cái sự quan hỷ. Bởi vì cái vị tu đồ quần là vị đó không bao giờ phạm giới. Niệm tưởng về thí, vị tu đồ quần cũng có bỏng sẻn. Những nhà cư sĩ tu đồ quần, những bậc sơ quả, những bậc thánh cư sĩ khi mà còn dùng cho nhà nghèo, ở trong nhà còn có một chén cơm để ăn, nhưng mà hễ thấy có vị tỳ kheo đi khất thực tỳ liền đem cái chén cơm trắng còn lại đó đem cúng dường đến vị tỳ kheo, mà không có màng đến cái việc mà mình sẽ đói, không có màng. Những vị cho nên ở trong luật mà Đức Phật trong cái Patidesanija là bốn cái điều mà ưng phát lộ, bốn cái giới ưng phát lộ. Đức Phật ngài dạy khi mà một vị tỳ kheo đi đến ở chỗ nào, đến làng nào và được chư tăng thông báo cho biết là cái nhà cư sĩ ở chỗ đó là nhà thánh cư sĩ, mà vị tỳ kheo lợi dụng cái lòng tin của vị thánh cư sĩ
Ngươi đi khất thực, cứ đứng trước cửa nhà của vị thánh cư sĩ đó nhiều lần, ngày nào cũng đứng để cho người ta cúng dường đặng mình khỏi phải đi khất thực ở chỗ khác xa xôi, cứ đứng hoài, ngày nào cũng đi đến đó giống như lãnh phần cơm rồi đi về ăn. Thị vệ phạm tỉnh ưng, phạm tội ưng phát lộ. Bởi vì cứ các vị tỳ kheo mà đến là thấy có mặt thì cái vị thánh cư sĩ đó cứ đem ra cúng dường riết rồi ở trong nhà, vợ chồng con cái còn còn cái dạng, không còn cái dạng. Cho nên Đức Phật hành thuyết sát cái pháp tùy niệm đó là đối với cái vị thánh cư sĩ tu đà quần kia. Còn bây giờ nếu mà chúng ta muốn thực hành đó thì chúng ta có thể niệm ba cái pháp, niệm Phật, niệm pháp, niệm tôi. Còn bên kia thì chúng ta để đó, chừng nào mà chúng ta giữ giới cho tốt hay chúng ta muốn thí cho bàn tay rộng mở rồi đó thì chúng ta mới niệm tưởng được tốt chú quý. Rồi Upasama Nusati, tức là suy niệm về đặc tính của Niết Bàn, lắng yên mọi sự đau khổ. Như trường hợp chúng ta đã nói khi nãy là nàng công chúa Supavasa niệm tưởng như vậy đó, trong lúc mà hoài thai 7 năm 7 tháng 7 ngày cứ nhớ tưởng Niết Bàn thật sự là an lạc. Trong cái trạng thái không có sự đau khổ này, chúng ta nhớ vậy. Bởi vì là pháp tịch tình. Nếu mà chúng ta nhớ bằng tiếng Bali thì chúng ta cứ học tiếng Bali. Sapadukhu Pasamu, lắng yên mọi đau khổ, lắng yên mọi đau khổ, Niết Bàn lắng yên mọi đau khổ. Niết Bàn lắng yên mọi đau khổ vì Niết Bàn tiêu trừ khác ái, gọi là Vipassa, Vinayo. Lắng yên mọi đau khổ vì Niết Bàn dỗ bỏ luyến ái, Alaya, Samokkhato. Hành vì Niết Bàn tanh hát ca vô, đoạn tận tham ái cho nên chấm dứt mọi đau khổ, vân vân. Chúng ta sử như thế. Nhưng mà ở đây theo kinh nghiệm bản thân chúng tôi thì chúng ta hãy chọn lấy một ý nghĩa nào mà chúng ta dễ cảm nhận nhất, hấp dẫn nhất đối với cá tính của mình thì chúng ta lấy đó. Quý vị đừng có sợ rằng là hãy mà niệm cái này mà bỏ kia, sợ vậy là còn thiếu, có tội không? Phải không? Không có tội. Quý vị niệm cho nó đủ các khía cạnh, cũng giống như ở trong cái điển ghi đó, thì cái đó nó làm cho chúng ta bị phân tán. Cho nên chúng ta lấy một thôi, lấy một chúng ta niệm đủ một. Rồi thứ tám là chúng ta niệm sự chết. Là chúng ta suy ngẫm về cái sự chết của tất cả chúng sinh gần cả mình. Hành giả suy ngẫm về sự chết có nhiều cách lắm. Chúng ta lấy một cái cũng được. Maranan tăng hay chi vị tăng, chúng tôi thì thường suy niệm cái câu Maranan tăng hay chi vị tăng, chắc chắn là sống này có kết cuộc là cái chết, chắc chắn là sống này có kết cuộc là cái chết. Và suy niệm như vậy đó
gọi là điện tử Maranarusti. Cái đó là tám cái pháp tùy niệm, cái tám pháp tùy niệm cộng thêm hai cái đề mục, và gọi là tưởng, gọi là yểm tưởng thực, yểm tưởng thực, yểm tưởng tức là tưởng nhận gốc, thực là thức ăn. Hàng ngày, nhất là đối với vị xuất gia đó, sợ rằng con mình sẽ tham đắm trong cái vị ngon của Phật thực, cho nên cứ lên ngồi siêu quán, quán tưởng để thấy dần gớm của thần trước đã. Mà trong cái giờ đó đó, nó còn có nhiều, nhưng mà trong nhiều cách đó, thì quán tưởng của thần, thí dụ như ở phía bậc thần ở ngoài đó, còn để trong chén, trong dĩa, trong tổ, trên bàn đó, thì nó còn sạch. Nhưng mà mình thấy rằng khi mà bỏ vào trong miệng, đưa cái muỗng vật thực vào trong miệng, rồi bắt đầu nó hòa trộn với nước miếng, rồi mình nhai cho nhuyễn, thì lúc bây giờ nếu mà nhả ra đó thì thấy gớm rồi, thấy gớm rồi. Một khi vật thực nó đưa vào trong dạ dày, anh nó được cái dịch vị ở trong dạ dày đó, nó trộn lẫn để tiêu hóa là tháng nhóm. Khi mình niệm tưởng như vậy đó, gọi là niệm tưởng nhầm gớm vào thực. Thứ nhất là thân hành niệm, là chúng ta ở không không làm gì, chúng ta ngồi, chúng ta suy xét thân này đó chỉ là một cái bao tải chứa 32 thứ dơ bẩn. Đức Phật làm ví dụ giống như trong cái bao tải mà người ta bỏ vào trong đó nhiều thứ đậu hoặc là rau cải vân vân, người ta bỏ dùng chung như vậy đó. Thì lâu ngày cái đó nó sẽ hư, sẽ thối. Như thế nào cái thân này 32 thể trược, cái chứa đựng ở trong này nó hư thối, phải tắm rửa. Nhưng mà chúng ta tắm rửa như vậy là chỉ rửa sạch ở bên ngoài thôi, chất lông móng răng da thì ở bên ngoài chúng ta còn có thể tắm rửa vệ sinh cho nó sạch. Nhưng mà ở phía bên trong đó, gân xương tủy thận tim gan dạ dày màng ruột ruột già ruột non, hay là đàm mũ báo nước mắt mồ hôi nước miếng nước nhớt nước tiểu vỡ đặt dòng da vân vân, thì mấy cái đó ở trong thân này làm sao mà mình cho sạch được. Cho nên chúng ta cứ niệm 32 thể trược để chúng ta quan sát chung cái thân này gớm quá, để chúng ta không có luyến ái cái xác thân của mình. Thì như vậy đó cũng là một cách tu tập hay thưa quý vị. Cái đề mục mà gọi là chỉ nghiệp xứ, chúng tôi thấy cái đề mục mà 32 thể trược cũng tốt. Rồi còn một cái đề mục nữa gọi là nhập xuất tức niệm, hay không, một cái đề mục trong 10 đề mục mà đọc cái định đó, thì có cái gọi là tưởng. Sau khi chúng ta, nếu chúng ta thực hành
mười cái chín cái pháp thì niệm kia rồi đó, còn một cái nữa là phân biệt tứ đại, niệm 32 thiên trừ cũng được. Còn bằng không thì chúng ta không nghe nói rằng cái thân tứ đại, mà thứ tứ đại là cái gì, chúng ta mới nhìn vào trong thân này. À, cái gì thuộc về chất rắn ở trong thân này, như là lông móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, ở phổi, dạ dày, màng ruột, ruột già, con vân vân. 20 thể đó gọi là thể đất. Một đàn ngũ báo nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước giấc, nước tiễn, mỗi đợt dầu da. Thì cái đó là 12 thể thuộc về chất nước, thể nước ở trong thân này, đất nước. Rồi chúng ta suy xét cái gì làm cho thân này nó có cái thân nhiệt, nó ấm, nó nóng. Rồi cái gì nó đốt cháy cái tế bào cũ, tế bào chết ấy. Thì cái đó thuộc về cái chất lửa. Cái gì đã làm cho tiêu hóa vật thực, đốt nóng tiêu hóa vật thực, gọi là chất lửa. Chúng ta suy xét như vậy. Rồi chất gió trong thân này như là hơi thẳng ra, hơi thứ gọi là chất gió. Hoặc là gió giúp cho cái hệ tuần hoàn của chúng ta nó được chuyển đều đặn. Rồi cái chất gió nó làm cho thông cửu khiếu, khi mà chúng ta ở hay là chúng ta hạ phong, cái đó đều gọi là chất gió. Suy xét như vậy trong thân này, phân tích ra thì chúng ta sẽ thấy không có cái gì gọi là cái tôi với ta một cục, không có đâu. Chúng ta phân tích ra thì chúng ta thấy cái nào ra cái đó, nào đất là đất, nước là nước, lửa là lửa, gió là gió, thì chúng ta sẽ thấy không còn cái gì. Bởi cái người tu tập đó, nếu mà dùng trí tuệ mà chúng ta phân tích ra đó, thì người đó bỏ cái ngã chấp, bỏ ngã chấp đó. Không còn chấp theo cái thường kiến, cái loạn kiến. Không hay thứ gì, hãy tu tập như vậy. Chúng ta trong cái chỉ diệt xứng, chẳng hạn như đề mục hơi thở, đề mục này đắc thiền, chúng ta chú ý hơi thở ra hơi vào, gọi là niệm hơi thở. Nhưng mà trong cách chúng ta niệm hơi thở đó, thưa quý vị, hơi thở của thiền chỉ và hơi thở của thiền quán, nếu cách nó ra thôi thưa quý vị. Còn cái vấn đề mà đến hơi thở ra, hơi thở vào đến một, ra vào đến hai, đến ba, vân vân, thì cái này, cái gana ná này, cách đếm này, ngày của thất cô sáng này cũng nói rõ đây là chỉ tạm thời, cái phương pháp tạm thời. Ở trong kinh thì Đức Phật này không có dạy, nhưng mà phương pháp tạm thời vì để giúp cho hành giả cột tâm giữ niệm hơi thở. Nhưng mà khi tính niệm theo gắn bó với hơi thở được rồi thì bỏ niệm, bỏ niệm số, bỏ đếm số, bỏ đếm số. Lúc bây giờ chỉ cần chú ý biết hơi thở ra, biết đây là hơi thở vô, chỉ biết vậy thôi. Mà hãy biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, định tâm như vậy đó, họ đắc được thiền, thiền chỉ. Nhưng mà chúng ta chuyển hướng chút xíu, thấy hơi thở ra, thấy hơi thở vô, nhận thức được cái tính vô thường, sanh và diệt. Hơi thở ra
đó khởi lên, nó sanh ở bụng và hơi thở ra nó sẽ diệt ở chỗ lỗ mũi, hơi thở vô nó sanh mình ghi nhận được ở chỗ mũi và nó diệt là ở chỗ bụng, ở chỗ đan điền. Cho nên hễ mà biết hơi thở ra hơi thở vô thì vậy, và thì chỉ mà nhận thấy hơi thở cũng lên rồi diệt, thấy sanh diệt vô thường đó, quán vô thường trong hơi thở thì như vậy rồi thì hơi thở của thì quán là như vậy. Nó không có khó đâu chúng mình, nó khó ở chỗ là chúng ta nghe chúng ta hiểu được không, cái đó mới khó. Chứ còn khi mà chúng ta thực hành, chúng ta chỉ cần tinh tấn nỗ lực gắn bó là đủ rồi. Còn cái bốn điều mục mà chúng ta tu học tập hàng ngày là tu tập từ bi hỷ xả đó, thì như chúng tôi đã nói là chúng ta khỏi cần phải dùng điều mục từ bi hỷ xả để mà đắc được thiền, khỏi cần. Bây giờ chúng ta đâu cần chứng thiền chi, chúng ta chỉ dùng điều mục tu tâm từ là để hạn chế hay là để trừ sân hận. Tu tâm bi là để hạn chế cái tâm não hại hay là trừ được cái tâm não hại. Cái tâm mà muốn hại người khác là tu tập tâm bi, mong chúng sinh đừng có khổ. Ở trong tu tâm hỷ mudita là để hạn chế hoặc là đoạn trừ, diệt trừ cái tâm ganh tị, ganh tị tận đố. Và tu tập tâm xá là để hạn chế hay là đoạn trừ cái tâm tham chấp. Chúng ta cứ như vậy nó cũng có lợi ích cho quý vị. Nếu mà quý vị muốn rõ thêm là tu tập tâm từ bi hỷ xả nó có lợi ích như thế nào thì quý vị xem ở trong Trung Bộ Kinh, cái bài kinh mà Đức Phật thầy dạy cho tôn giả Rahula, giáo giới Rahula, ở Đại Kinh, Tiểu Kinh. Còn giáo giới Rahula Ambalatthika đó, thì cái đó là Đức Phật thầy dạy tu tập về phản tỉnh. Nhưng mà giáo giới Rahula Đại Kinh, Tiểu Kinh đó, thì cái đó nó cần thiết. Đức Phật ngài giải về bảy cái pháp tu tập từ bi hỷ xả, tu tập niệm năm từ, hoặc là ngài dạy tu tập hành xử như là nước lửa gió, hãy tu tập như đất, như nước như lửa gió, ngài dạy ngài rau lá vậy. Những cái này cũng có lợi ích cho chúng ta lắm. Chúng ta học qua rồi ở trong bộ kinh rồi, chắc có lẽ bây giờ nói vậy ít có gì nào mà nhớ lại lắm thưa quý vị. Cho nên nếu cần thì quý vị nên xem lại cái đó. Ở đây chúng tôi chỉ nói tóm tắt. Thực ra thì hôm nay chúng tôi cả ngày đi đường xa lên chùa của Thượng Tọa Pháp Tân để thuyết pháp trong cái cuộc lễ Tết Khmer. Chúng tôi về chúng tôi cũng rất là mệt. Nhưng mà bài đọc nửa giờ đồng hồ, từ 8 giờ đến 8 rưỡi, thì bây giờ còn tiếp rưỡi chúng tôi trình bày giảng luôn cho nó đủ. Như vậy cũng một phần nữa để Hòa Thượng giáo đẳng hôm nay, để Hòa Thượng được nghỉ ngơi khỏe chút xíu, ngày mai Hòa Thượng còn giảng bài nữa. Ngày nào Hòa Thượng cũng phải nhập, phải vất vả vô để điều hợp hay là để tiếp sức để nói thêm, thì thấy Hòa Thượng mệt chúng tôi cũng nóng ruột lắm. Thì hôm nay chúng tôi trình bày đến đây thì cũng vừa. Giờ này thì xin thỉnh Hòa Thượng có một vài lời sau cùng trong lớp học trước khi
cho Phật tử hồi hướng ý Nam Mô Bụt Thầy Già kính thỉnh với thượng nhất đẳng. Sa thú thiền hòa thượng tự sư với bài giảng ngày hôm nay. Thưa vị, hôm nay chúng tôi muốn nói đến ba điểm ở ngoài lề một chút. Là hôm nay đó, các quốc gia Phật giáo như là Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia ở tại Hoa Kỳ thì tổ chức cái ngày Tết, Tết đầu năm. Và ngày Tết, cái năm đầu tiên của theo lịch của Ấn Độ là khởi đầu với tháng Vesak. Thật ra chúng tôi cầu chúc tất cả quý Phật tử, nếu có vị nào có liên hệ đến những Phật giáo, quốc gia Phật giáo như là Campuchia, Lào, Thái, Tích Lan, Miến Điện thì mong rằng chúng ta sẽ khởi sự một cái tháng đầu tiên trong năm với mùa sen nở, với tấm lòng hướng về Đức Phật ở trong cái tháng lễ Vesak này. Và chúng ta nhớ rằng theo lịch của Phật giáo thì chính thức bắt đầu năm mới là chúng ta đổ qua Phật lịch mới 2566. Và hôm nay thưa quý vị, chúng ta cũng trùng vào cái ngày lễ rất là đặc biệt là lễ Easter, và lễ phục sinh của Kitô giáo. Nó đã trở thành một ngày lễ rất là quen thuộc ở nhiều nền văn hóa Tây phương. Và quý vị thấy cái hình ảnh của những quả trứng, những con thỏ không vậy? Và sau cùng thì một lần nữa thành tâm để cầu nguyện cho sư Nguyên Thông, cũng là một vị đã tham dự trong lớp phổ thông Pachacama. Năm nay thì sư Thông mới bị bệnh yếu, bị stroke nhẹ, nhưng mà hy vọng rằng sư sẽ hồi phục để sinh hoạt trở lại bình thường. Xin kính đảnh lễ Hòa Thượng Tự Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai này chúng ta sẽ có giáo trình môn Phật pháp cơ bản. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả. Nam Mô Bụt Thầy Già. Cho tôi, chúng con thành kính chủ nhân và thượng nhất đẳng. Dạ sa thú lên thay, con Nita Bê Nha. Thay mặt đầy chúng trong râm, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để thầy chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Xin cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các vận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đồng hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Già. Yang kinci kusala kamang kata panggilnya.